Cảnh báo triều cường khu vực vùng biển Bạc Liêu. Lúc 2 giờ ngày 24 tháng 10, mực nước cao nhất quan trắc tại trạm thủy văn Gành Hào là 2m16, trên báo động 2 0,16m. Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước trên lưu vực sông Gành Hào có xu hướng tăng dần. Cảnh báo, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022, mực nước tại trạm Gành Hào tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao. Mực nước cao nhất ngày xuất hiện trong khoảng từ 1 đến 3 giờ và từ 14 đến 16 giờ. Mực nước lớn nhất tại trạm Gành Hào trong đợt triều cường này có thể đạt từ 2,35 đến 2,45 m, vượt báo động 3 từ 0,15 đến 0,25 m vào ngày 27-28 tháng 10 năm 2022. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt cấp 2. Dự báo tác động, với mực nước triều như trên kết hợp với gió mùa đông bắc đang hoạt động trên vùng biển phía Nam bao gồm vùng biển Bạc Liêu nên có khả năng sẽ gây ngập lụt ở một số vùng trũng thấp, một số tuyến đường nội thị, sạt lở vùng ngoài đê bao, ven sông ven biển, cần chủ động đề phòng để có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cảnh báo ngập lụt khu vực tỉnh Bạc Liêu do triều cường. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với gió mùa đông bắc đang hoạt động trên vùng biển phía Nam, bao gồm vùng biển Bạc Liêu, nên từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022, mực nước tại trạm Gành Hào tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao, dao động từ báo động 3 đến báo động 3 cộng 0,25m. Mực nước cao nhất ngày xuất hiện trong khoảng từ 1 đến 3 giờ và từ 14 đến 16 giờ và có khả năng gây ngập ở một số vùng trũng thấp và nội thị và vùng ngoài đê bao thuộc khu vực phía Nam quốc lộ 1A. Dự báo mực nước cao nhất trong kỳ triều này tại trạm thủy văn Gành Hào có thể vượt báo động 3 2,2m, khoảng từ 0,15 đến 0,25m, xuất hiện vào ngày 27 và 28 tháng 10. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt cấp 2, cảnh báo tác động của ngập lụt. Với mực nước triều như trên, khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy hải sản, giao thông sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Vì vậy, đề nghị các cấp chính quyền có liên quan cần theo dõi sát diễn biến của đợt triều cường này để có biện pháp ứng phó kịp thời.